Nhà mến chào tất cả các bạn ha, cũng như các anh chị, cô chú ở trên coi như là gia đình của YouTube. Mình là Hiếu Nguyễn ở thành phố Phan Thuột. Hôm nay mình làm một cái clip video ngắn này ngay tại ban công ở trong nhà mình ở, để mình muốn cho các bạn thấy cái này là giống như cái chỗ mà cái mảnh vườn nhỏ nhỏ của em ở trong ban công trong nhà đó. Tại vì nhà mình thì không có vườn tược gì hết, bởi vậy trên mình trồng những cái rau sạch này, nó thuộc về rau bio á. Ví dụ như có những rau gì, ví dụ như mình trồng á, là đó. Đây mình quay sơ sơ cho tất cả các bạn thấy nha. Đây là hành lá, còn đây á là rau quế. Cái chậu kế tới á là ớt, còn chậu trong góc cùng á thì là mình trồng cái hoa, nó gọi là hoa hướng dương, mà mới trồng trên nguyên nó còn nhỏ, mai mốt nó mới lên bông lên hoa rồi. Đây các bạn coi nha, còn hai cái thùng mút này của mình á thì là nó là rau tía tô. Cái cây kế tới này á là mình trồng cái là trúc Nhật Bản, cây trúc nha các bạn, trong vậy cây tre, cây trúc của Nhật Bản. Thì cái cây này nó hay được một cái á là nó chịu được coi như là mùa đông mùa hè, nóng lạnh thì nó cũng chịu được hết. Tại vì các bạn biết là ở bên Nhật á, là bên Nhật họ có cũng bốn mùa xuân hạ thu đông, thì cái mùa đông của họ cũng có tuyết, rồi trời cũng rất là lạnh nha các bạn. Đó, đây. Còn phía dưới này của mình á, lại thêm một chậu quế. Đây cũng là ớt nè các bạn. Ớt mình mới ương nha các bạn. Mới ương coi như là ương cũng được cũng cả nửa tháng nay rồi. Thì bây giờ nó lên cây nè các bạn. Cái chậu này của mình á, các bạn thấy đẹp không? Chậu này là rau diếp cá, nhưng mà nó lên cả hoa luôn, nó trổ bông luôn các bạn, nhìn rất là đẹp nha. Tại vì cái lá thì màu xanh mà cái hoa của nó thì lại màu trắng, bởi vậy nó làm nổi bật cái hình nền màu hoa trắng ở cái nền lá xanh, nó nhìn rất là đẹp nha các bạn. Còn cái chậu này của mình thì là chậu đô râm, nhưng mà chắc là để mình phải coi lại coi làm sao, tại vì mấy hôm trước nó lạnh nè các bạn, tự nhiên nó đang ấm trời nó ấm quá, tự nhiên đùng cái nó lạnh trở ngược lại, rồi nó mưa gió tùm lum hết, thành ra đâm ra nó chắc nó lại muốn chết rồi. Để mình phải coi lại coi sao ha. Đó, còn đây là cái rau này là rau húng cây của mình đó, rau húng cây đó, là dấu húng lùi á các bạn. Húng cây. Còn đây là một cái chậu, mình cho các bạn coi nha. Cái chậu của mình á, nó nằm ở trên ban công nè, nằm ở trên ban công nhà mình đây đó. Cái chậu này của mình là cũng là toàn là quế không nha các bạn, quế với lại tía tô, nhưng mà là tía quế thì nhiều hơn tía tô. Tức là cái chậu này mình trồng á là nó 8 phần rau quế, còn 2 phần là rau tía tô. Mình để cho các bạn thấy nha. Còn mình quay sơ sơ coi như thế nào cho các bạn thấy đó. Bạn thấy không? Rồi. Đó. Còn ở ngoài này á, thì mình có để một cái hồ, cũng như một cái chậu á, bằng nhựa. Nhưng mà trong đây thì mình nuôi cá, có cá gì, có những cái con cá tàu, cá coi như là bụng bầu á, người ta cứ nói cá bụng bầu á, cá tàu, rồi cá côn xít đó, rồi có một con cá chép nhập nữa, con khoi á các bạn. Cá chép nhập cũng có luôn đó, thì mình nuôi ở ngoài này để giống như là cho nó, khi mình bước ra ngoài này á, những cái lúc mà mình ra ngoài mình ngồi, chứ như mà
mình uống cà phê, hay là mình có nắng mình ra ngoài này mình coi như giống như là sưởi ấm cho nó có nắng trong người, hoặc là ra ngồi uống một ly cà phê đá, ví dụ vậy. Rồi nó có cá bơi qua bơi lại, rồi nước nó róc rách vậy cho đỡ buồn đó các bạn. Rồi ok vậy ha các bạn. Rồi thôi, hẹn các bạn tới những cái video clip tới nha. Thì trước khi mà coi như chấm dứt cái video này thì mình cũng xin chúc tất cả các bạn, các cô chú cũng như các anh chị, coi như các tất cả mọi người ở trong nước cũng như ở ngoài nước, thì mọi người đều được gặp được tất cả mọi coi như là điều tốt đẹp, sống vui vẻ hạnh phúc trong gia đình bên những người thân thương của mình, cũng như là tất cả mọi người đều được dồi dào sức khỏe, coi như là mạnh khỏe trong cái mùa dịch Corona Vũ Hán này nha các bạn. Rồi hẹn các bạn lại tất cả những cái video clip tới. Bye bye các bạn.